Hơn một năm trước khi mà mình còn đi học thì mình có thuê trọ của gia đình cô chú người Hàn. Mình thì sống ở dưới tầng, còn nhà cô chú sống ở trên tầng. Cô chú có hai người con gái, cả gia đình cô chú đều là người theo đạo. Hơn nữa chú lại là linh mục nên là truyền thống văn hóa của gia đình cô chú cũng có phần khác biệt so với những gia đình khác mà mình được biết. Mỗi buổi sáng chủ nhật thì mọi người sẽ đi nhà thờ cùng nhau. Buổi tối chú và cô con gái nhỏ sẽ dành thời gian cầu nguyện cùng nhau, còn chị gái lớn và cô Su thì sẽ tự cầu nguyện. Và mình để ý mỗi khi ra ngoài và về nhà, các thành viên trong gia đình cô chú sẽ vui vẻ chào nhau. Chú sẽ nói là vợ ơi anh về rồi, hoặc gặp các con sau nhé. Dù mọi người ai cũng bận rộn công việc riêng của mình, nhưng gia đình cô chú sẽ dành mỗi tối thứ sáu cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm cùng nhau. Có những đêm thứ sáu thì cô và chú sẽ ngà ngà say rượu soju kể chuyện, và hai cô con gái thì sẽ nói chuyện ở trường học. Thật sự quãng thời gian ở cùng với gia đình cô chú là một khoảng ký ức không thể nào quên được đối với mình. Và rồi sau đó thì mình bắt đầu hỏi một câu hỏi: tại sao gia đình cô chú lại hạnh phúc ấm áp từ những điều bình dị như vậy? Mình nhớ có lần hỏi chú là tại sao gia đình chú lại làm được điều mà ít gia đình khác làm được, như cùng nhau ăn cơm, kể chuyện trong mỗi bữa ăn, cùng nhau đi nhà thờ, cùng nhau đi dạo, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau xem phim trên Netflix, và còn cùng nhau chia sẻ những vấn đề của cuộc sống. Chú nói rằng chú là một người đàn ông, chú là trụ cột trong gia đình, và những điều mà mình thấy đó là những điều tất nhiên không tự nhiên mà có, mà chú phải tìm cách để gây dựng nên. Ví dụ như là cô nấu cơm thì chú sẽ kể những cái câu chuyện thú vị làm sao đó để mà lôi kéo các con cùng ra bếp phụ mẹ, vừa tham gia vào câu chuyện luôn. Thành thật thì đến mãi tận khi nghe chú chia sẻ những lời như vậy thì mình mới thấm đượm được một bài học, đó chính là nếu như ta muốn có điều gì ta phải tự nỗ lực giành lấy. Không có điều gì hiển nhiên mà có, cũng như sẽ không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Bài học này ấy vậy mà mình cần đến 25 năm để thấu hiểu nó, và mình biết là mình cũng cần rất nhiều những năm sau này để nỗ lực hơn, giành lấy những điều mà mình mong muốn trong cuộc sống này. Hiện tại thì mình rất biết ơn cô chú Su. Mình hoàn toàn có thể nói rằng nếu như không có cô chú thì sẽ không có mình của hiện tại. Nhân đây thì xin cầu chúc cho gia đình cô chú thật nhiều sức khỏe. Và mình cũng chúc mọi người những ngày cuối năm 2022 thật nhiều hạnh phúc và bình an.